All right, let's practice in Vietnamese. Chào các Chào bạn. Chào các bạn. Là mình là đây. Mình đây. Hôm nay các bạn muốn nói chuyện về sở thích không? Nếu bạn muốn thì tiếp tục nghe nhé. Nếu bạn không thích, thì thôi. Gia đình của mình luôn nói rằng mình là một người nhạt nhẽo vì mình không có nhiều sở thích. Ví dụ sở thích đầu tiên là đọc sách. Có nhiều người thích đọc sách đặc biệt là ở quán cà phê. Nhưng mình không thích đọc sách vì mỗi lần mình đọc sách mình luôn cảm thấy buồn ngủ. Khi mình 20 tuổi, mình từng thích đọc truyện ngôn tình. Chuyện ngôn tình là gì? Chuyện ngôn tình như thế này. Anh yêu em nhiều lắm. Em cũng yêu anh nhiều lắm. Nhưng sau khi bị bồ đá thì mình hiểu chuyện ngôn tình thật nhảm nhí. Sở thích thứ hai nghe nhạc. Một ngày bạn nghe nhạc mấy lần? Mình có lẽ nghe nhạc hai lần hoặc ba lần một tuần hoặc một tháng. Vậy có thể nói là mình thích nghe nhạc được không? Có lẽ. Sở thích thứ ba chơi nhạc. Bạn thích chơi nhạc như guitar, piano, ukulele, violon, vân vân. Nhưng thật ra mình đã từng đi học guitar. Nhưng sự thật là mình rất sợ nốt nhạc. Mình không thể hiểu nốt nhạc. Mình đã bỏ tay. Vì thế không phải là mình không thích chơi nhạc mà vì mình không có năng khiếu thôi. Sở thích thứ tư vẽ. Mình đã rất thích vẽ. Khi mình đi học mình luôn vẽ trong giờ học. Khi học toán khi học văn khi học khoa học mình luôn vẽ trong giờ học mà không nghe giáo viên nhưng mình vẽ xấu lắm cực kỳ xấu và mỗi khi chơi Pictionary với bạn của mình Họ luôn phàn nàn rằng mình vẽ xấu quá. Không ai có thể hiểu. Vậy nên không phải là mình không thích nghệ thuật mà vì mình không có năng khiếu. Sở thích thứ năm thể dục thể thao. Mình nghĩ hầu hết người Việt Nam thích tập thể dục chơi thể thao như đi chạy, đi gym, đi bơi, chơi cầu lông, chơi tennis, chơi bóng đá. Mình chỉ thích đi xe đạp hoặc đi bơi
mình không biết bơi, nhưng đứng ở dưới nước chơi, cũng vui. Và có lẽ mình đi xe đạp, mình đi bơi một lần một tháng. Một tháng. Mọi ngày mình dạy tiếng Việt. Và nếu có thời gian rảnh thì mình sẽ quay video, sửa video và chăm sóc chó mèo nữa. Mình có nhiều chó mèo để chăm sóc. Nên ngày nghỉ mình không muốn làm gì. Mình chỉ thích ở nhà xem phim hoặc đi ăn, đi cà phê và gia đình của mình. Luôn phàn nàn mình là một con người nhẹ nhõm. Nhưng mình nghĩ có lẽ mình rất lười và nhạt nhẽo. Và với một người nhạt nhẽo như mình phải sống với một người có rất nhiều sở thích thì thật là đau đầu, thật là mệt mỏi. Rất mệt mỏi. Tội nghiệp mình quá. Cảm ơn các bạn đã xem video. Sở thích của bạn là gì? Và mình hy vọng các bạn thích video này. Nếu các bạn muốn nghe có nhiều người thích đọc sách. Đặc biệt là ở quán cà phê. Nhưng mình không thích đọc sách. Không thích đọc sách. Vì mỗi lần mình đọc sách, mình luôn cảm thấy buồn ngủ. Okay. Pause. All right. So next thing I want to learn is from lesson 10. So let me go there. All right. Just gonna do the dialogue so you can understand without the English. Hôm nay là thứ mấy? Thứ tư. Thứ mấy có bài kiểm tra toán. Ngày mai thứ năm. Ngày kia có tiết văn đúng không? Ừ. Thứ mấy được nghỉ? Thứ bảy và chủ nhật. Thứ mấy có bài kiểm tra toán? Thứ mấy có bài kiểm tra toán? Thứ mấy được nghỉ? Ngày kia có tiết văn đúng không? Okay. Next one. Mai giờ thảo trại. Mấy giờ tàu chạy? 3 giờ 15. Bây giờ là mấy giờ? 3 giờ rồi. Chuyến tàu cuối cùng vào lúc mấy giờ? 4 giờ kém 5. Vậy à, nhanh lên thôi. Đi thôi. Mấy giờ tàu chạy? 3 giờ 15. Bây giờ là mấy giờ? 3 giờ rồi. Chuyến tàu cuối cùng vào lúc mấy giờ? 4 giờ kém 5. Vậy à, nhanh lên thôi. Đi thôi. Chuyến tàu cuối cùng vào lúc mấy giờ? Mấy giờ? 3 giờ kém 5. 4 giờ kém 5. 4 giờ kém 5. 4 giờ kém 5. Vậy à? Nhanh lên thôi. Đi thôi. Mấy giờ tàu chạy?
Bây giờ mỏi làm. Mấy giờ tàu chạy? 3 giờ 15. Bây giờ là mấy giờ? 3 giờ rồi. Chuyến tàu cuối cùng vào lúc mấy giờ? 4 giờ kém 5. Vậy à? Nhanh lên thôi. Ừ, đi thôi. Đi thôi. Chào Lan, ồ, anh bài à? Lâu rồi không gặp. Hả? Chào Lan. Chào Lan. Chào Lan. Ơ, anh đấy à? Lâu rồi không gặp. Dạo này khỏe không? Dạo này khỏe không? Tớ khỏe. Tớ khỏe. Còn cậu thế nào? Thế nào? Tớ ổn. Tớ ổn. Cậu rảnh không? Đi cà phê đi. Đi cà phê đi. Ok. Ok. Đi cà phê đi. Đâu? Giao nhỉ? Dạo này. Dạo này khỏe dạo không? Khỏe không? Dạo này khỏe không? Dạo này khỏe không? Anh nói tôi xin cái thuộc tôn. Đại à. Đại à, cảm ơn. Bánh bánh muốn. Bánh muốn ăn. Anh ơi. Anh ơi. Cho xem cái thực đơn. Cái thực đơn. Đây ạ. Đây ạ. Cảm ơn. Cảm ơn. Mary, bạn muốn ăn gì? Ăn gì? Tớ ăn phở bò. Tớ cũng vậy. Anh ơi. Chị gọi chị món gọi gì ạ? Món gì ạ? Cho hai bát phở bò. Phở bò. Vâng. Vâng. Có ngay. Có ngay. Vâng, có ngay. Ok. Tôi muốn một phở. Chị muốn phở đông hay phở đôi ạ? Tôi muốn một phòng. Chị muốn phòng đơn hay phòng đôi ạ? Phòng đôi ạ. Phòng đơn. Phòng đơn. Chị muốn phòng hút thuốc hay không hút thuốc ạ? Không hút thuốc. Không. Vâng. Chị đợi một chút ạ. Một chút ạ. Phòng đông. Phòng đơn. Không hút thuốc. Không hút thuốc. Không hút thuốc. Tôi muốn một phòng đơn hay phòng đôi ạ? Phòng đơn. Phòng đơn. Chị muốn phòng hút thuốc hay không hút thuốc ạ? Vâng, chị đợi một chút ạ. Một chút ạ. Taxi. Có muốn đi đâu ạ? Làm ở. Taxi. Taxi. Cô muốn cô đi muốn đâu ạ? À? À? Làm ơn làm đưa ơn, tôi đưa tới thôi, phố, cổ. Phố cổ. Vâng, vâng. Mời cô lên xe. Cô lên xe. Cô lên xe. Làm ơn cho tôi số đài bao nhiêu tiền ạ? Tiền ạ? Làm ơn cho tôi xuống đây. Làm ơn cho tôi số đài bao nhiêu tiền ạ? À? 20.000. 20.000. Gửi anh. Gửi anh. Cảm ơn. Cảm ơn. Lên xe, xuống xe. Taxi. Taxi. Cô muốn đi đâu ạ? Cô muốn đi đâu ạ? Cô muốn làm đi đâu ạ? Làm ơn đưa tôi tới phố cổ. Vâng, mời cô lên xe. Vâng, mời cô lên xe. Làm ơn cho tôi số đài bao nhiêu tiền ạ? 20.000. Gửi anh. Cảm ơn. Làm ơn cho tôi xuống đây. Bao nhiêu tiền ạ? Bao nhiêu tiền ạ? 20.000. 20.000. Gửi anh. Gửi anh. Cảm ơn. Cảm ơn. Xin mời. Đây là món gì vậy? Xin mời. Xin mời. Đây là món gì vậy? Đây là món nem. Đây là món nem. Món này ăn thế nào? Chấm vào nước mắm này rồi ăn. Nước mắm. Ồ, rất ngon. Ờ, rất ngon. Rất ngon, rất ngon. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Đây là món gì vậy? Đây là món nem. Món này ăn thế nào? Món này. Chấm vào nước mắm này rồi ăn. Chấm vào. Ồ, rất ngon. Rồi ăn. Ồ, rất ngon. Xin hỏi gần đây có ngân hàng nào không ạ?
Xin hỏi, gần đây có ngân hàng nào không ạ? Ngân hàng nào ạ? Có ngân hàng Vietcombank đấy. Đi đến đấy như thế nào ạ? Đi thẳng 3 phút là đến. Cảm ơn bác. Không có gì. Xin hỏi, gần đây có ngân hàng nào không ạ? Xin hỏi, gần đây có ngân hàng nào không ạ? Có ngân hàng Vietcombank đấy. Đi đến đấy như thế nào ạ? Đi thẳng 3 phút là đến. 3 phút là đến. Cảm ơn bác. Không có gì. Hi Ran bạn làm gì? Khi rảnh bạn làm gì? Tớ đi cà phê hoặc đi mua sắm với bạn bè. Còn bạn? Tớ thường đọc sách hoặc nghe nhạc. Bạn thích nghe nhạc gì? Tớ thích nhạc pop. Tớ thì thích nhạc rock hơn. Khi rảnh bạn làm gì? Tớ đi cà phê hoặc đi mua sắm với bạn bè. Còn bạn? Tớ thường đọc sách hoặc nghe nhạc. Bạn thích nghe nhạc gì? Tớ thích nhạc pop. Tớ thì thích nhạc rock hơn. Tôi muốn quẩy thứ tài đi New York. Tôi muốn gửi thư này đi New York. Chị muốn gửi thường hay chuyển phát nhanh ạ? Chuyển phát nhanh thì mất bao lâu? Khoảng một tuần ạ. Khoảng một tuần ạ. Cước phí là bao nhiêu? Khoảng 20 đô ạ. 20 đô ạ. Tôi muốn gửi thư này đi New York. Chị muốn gửi thường hay chuyển phát nhanh ạ? Chuyển phát nhanh thì mất bao lâu? Khoảng một tuần ạ. Cước phí là bao nhiêu? Khoảng 20 đô ạ. Khoảng 20 đô ạ. Ok.